chào các bạn mình sẽ hướng dẫn các bạn cái cách để xác định và sửa lỗi cái iPhone 6 S nó bị lỗi cảm ứng các bạn ha và cái cách này các bạn sẽ sử dụng để làm một cái máy mà khi mà các bạn vừa mới bắt đầu đụng đến cái máy đầu tiên các bạn không biết bắt đầu làm từ hướng nào thì mình sẽ chia sẻ các bạn cái cách để xác định ha rồi thì cái iPhone 6s các bạn sẽ nhìn thấy đây là cái cụm màn hình của nó cái dây đó là cái dây nó quản lý cái phần tốt 3D và cái cảm biến vân tay nó sẽ kết nối qua cái socket này gắn và vào men còn các bạn sẽ thấy ha lên nó 6S ra các bạn thấy cái màn hình của nó và cái cảm ứng nó sẽ tích hợp vô thành một cái module luôn và nó chỉ có một dây thôi các bạn thấy không mình sẽ lấy một cái màn hình mà nó mà tách rời cái 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 phản quang với lại cái tút của nó ra các bạn thấy ha cái ban màn hình của nó chỉ có còn có duy nhất có một sợi dây thôi cái nên các bạn thấy là các bạn mình sẽ suy xét ra ờ à, cái phần cảm ứng và cái phần màn hình nó sẽ nằm trên một cái dây và nó nằm trên một cái socket này đúng không và cái socket này gắn vào đâu trên một cái men thì cái socket đó nó sẽ từ đó nó suy ra cái socket đó nó sẽ quản lý cái phần màn hình và cảm ứng thì chúng ta sẽ bắt đầu chúng ta soi từ đó chúng ta suy luận của chúng ta làm các bạn thấy không rồi như vậy thì cái socket to trên cái trên cái socket trên cái men các bạn xác định được cái socket nào là nó quản lý cái phần cảm ứng và màn hình rồi đúng không như vậy nhưng mà chúng ta làm sao chúng ta biết được cái phần nào quản lý cảm ứng cái chân nào quản lý màn hình và cái chân nào quản lý đèn đúng không rồi mình sẽ chia sẻ bạn một cái cách mà để các bạn không cần biết luôn mà các bạn vẫn có thể làm được bằng cách là các bạn dựa trên một cái men mẫu để các bạn đo và cái men mẫu đó các bạn sẽ lấy là cái men iCloud thì cái men bị iCloud giá nó rẻ và thứ nhất là nó vẫn còn hiển thị màn hình đúng không? Rồi đầu tiên chúng ta chỉnh hang đo x 10, sau đó que đen các bạn sẽ chấm vào que, vào que đỏ và các bạn chỉnh cái núm đó để cho nó về cái số 0 để các bạn đo cho chính xác ha khi mà các bạn đo chưa có quen thì các bạn nên chỉnh về số 0 đi còn các bạn đo quen rồi không cần phải làm cái điều này nữa còn thấy không chỉnh nó thang đo x10 ha thường chúng ta đo tổng trở lên mới đo thang đo x10 rồi sau đó các bạn sẽ lấy một các bạn sẽ lấy cái men mà bị lỗi để các bạn đo que đen các bạn chấm vào mát mát thì thường thì mình sẽ chấm ngay oxy của mà ha tại cái oxy mà cái mát nó to dễ sau đó quay đỏ mình sẽ đo từng chân một từng chân một trên cái sắp kết màn hình thì các bạn thấy nha các bạn đo từng chân một đi ha thường các bạn sẽ thấy nó sẽ không chạm đâu nếu mà nó chạm thì khi mà các bạn kẹp vô cái kẹp cái, cái cấp nguồn á nó cái dòng nó sẽ lên cao thì sau này mình sẽ hướng dẫn các bạn trong những cái clip khác các bạn đo từng chân từng chân một trên sắp kết màn hình sau đó và các bạn sẽ thấy cái chân nào mà nó bị mất trở hoặc cái chân nào mà các bạn nghi ngờ á các bạn sẽ đo qua cái men mẫu đây mình sẽ đo, chùm lên cận cảnh để các bạn dễ thấy ha mình sẽ đo chân số 1 có trở chân 2 có chở chân 3 có chở chân 4 mất chở rồi chân 5 có chở chân 6 có chở chân 7 mất chở chân 7 mất trở các bạn ha rồi chân 8 có chở chân 9 có trở các bạn thấy không rồi như vậy thì mình sẽ nhớ mình sẽ tạm thời mình nhớ là chân 4 mất trở và chân 7 nó mất chở nó không có lên kim thì mình sẽ lấy một cái men mẫu ra để mình đo mình đo xem xem có có sai lệch cái gì không đây, cái main mẫu iCloud vẫn lên nguồn bình thường, chỉ bị dính iCloud thôi. Mình sẽ đo mẫu trên cái subcash màn hình của nó. Về đen chấm mát và đỏ đo. Chân 1 có trở, chân 2 có trở, chân 3 có trở, chân 4 mất trở. Rồi, không quan tâm đến chân 4 nữa. Tiếp tục. Chân 5 có trở, chân 6 có trở, chân 7 có trở các bạn ha. Rồi, như vậy thì mình sẽ dừng lại tại đây. Và mình thấy là, ồ, cái main mẫu đó, chân 7 nó có trở cái men bị lỗi chân bảy mất chợ. mình sẽ xoáy vào cái chân bảy đó để mình làm ha cái chân bảy là cái chân từ bên trái điểm qua ha chứ thực ra trên cái socket là nó là chân khác bây giờ mình sẽ mở cái zw lên và cái tool zw này là cái tool mô phỏng về cái mạch của cái iphone và các bạn sẽ phải mua cái tool này với giá là mình mình có kinh doanh sản phẩm này giá nó nằm mở là một triệu tư ở thời điểm mình làm cái video, video clip này các bạn ha rồi chúng ta sẽ mở iphone 6s để chúng ta xem xem cái chân số 7 từ bên trái điểm qua nó là chân gì nó đi đâu và tại sao nó mắc chở có thể câu kéo gì được hay không khắc phục được hay không chúng ta phóng to cái hình hình cái men lên sau đó chúng ta bắt đầu điểm một hai ba ồ oh, sorry các bạn cái socket này là cái socket bên dưới là socket quản lý cái phần camera và cảm biến tiệm cận và loa ha ở trên mới là socket màn hình rồi phóng phóng to ra bắt đầu điểm 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Nhấn vào chân 7, nhấn vào, ok Nó là chân đỏ là chân có xài Để xem nó nó đi đâu, nó có đi qua cái me mạch ở dưới không Rồi, không có Kéo lên trên xíu nữa, ok Nó sẽ đi qua cái tụ này và nó đi qua cái cuộn dây này ha Rồi mình sẽ nhấn tiếp vào cái cuộn dây này Để mình xem xem, cái nó, nó đi đâu Wow, nó đi xuống CPU các bạn ha đi xuống xe Nếu mà đúng đúng theo trình tự là các bạn sẽ phải cạo nhẹ cái lớp keo ngay cuộn dây này ra. Để các bạn đo hai đầu cuộn dây. Nếu mà đầu bên này mà có, mà đầu ở bên đầu ở bên cái socket màn hình mà mất đó, thì cái cuộn dây nó bị lỗi. Chúng ta chỉ việc câu cái cuộn dây này lại là xong rồi. Nhưng mà riêng ở cái máy này các bạn biết không? đâu hả? Đầu bên này có, đầu bên này mất thì câu cuộn dây lại là xong là giải quyết được vấn đề. Nhưng mà riêng ở cái men này đó, thì mình phát hiện ra là do cái cái chân ốc của nó bạn ha nó bị nó bị bung lên nó bị bung tróc mạch luôn thì mình sẽ nghi ngờ không biết là ở dưới chân ốc này nó, nó có cái đường mạch nào mà nó gây ra đứt cái đường mạch ở dưới hay không mà nó gây ra cái tình trạng mà nó đứt như vậy đúng không rồi thì sau đó thì mình sẽ bắt đầu mình sẽ phóng to cái chân siêu để mình xem chân siêu này là chân máy đây ok chân cầm mọc đúng không bây giờ mình sẽ tiếp tục mình mở qua cái phần mạch điện dưới chân ốc với đứt nó hỗ trợ luôn cái phần này các bạn ha rất là tiện lợi Rồi, chờ xíu nó mở lên. Rồi, đó các bạn thấy chưa? Mình, 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 sẽ phóng to lên. Nhấn vào cái chân K1 để xem nó có đi qua mạch không? Đó các bạn thấy chưa? Nó có đi nó có đi qua một cái đầu mạch với chân ốc ha. Giờ sẽ nghi ngờ. Chúng ta sẽ có một cái nghi ngờ là cái chân ốc này nó bị có thể nó bị cắn nhẹ cái chân ốc nó đứt nhẹ đường ở dưới nên đâm ra nó bị cái cảm ứng nó không ăn đúng không mà chúng ta sẽ phải cạo nhẹ chân ốc này ra mà chúng ta đo đạt chúng ta xem xem nó đứt chỗ nào thì chúng ta chỉ sử dụng cái sợi dây đồng mà chúng ta chùm lại và để làm cái điều này các bạn tất cả đều phải làm dưới kính hiển vi hết ha tại vì cái đường mạch nó rất là mỏng và rất nó rất là nhỏ mắt thường nhìn không thấy được đâu các bạn đưa kính hiển vi các bạn cạo cạo để tránh mất những cái đường kia chúng ta tiếp tục nhấn vào những đường còn lại để xem là đường gì đường này là đường wifi ha rồi sau khi làm chúng ta sẽ thử được cái wifi nó ăn hay không Rồi nhấn vô cái đường này đường ALS là đường cảm biến ánh sáng Sau khi xong thì chúng ta phải thử tiếp đường cảm biến ánh sáng đúng không Rồi nhưng mà ở đây bàn này là bàn ban cảm ứng nên mình chỉ chia sẻ các bạn cách làm cảm ứng thôi Rồi thì sau khi mà các bạn sẽ cạo nhẹ đó, các bạn sẽ để ý ha Nó sẽ có một cái đường rạn rất là nhỏ nó nhỏ xíu à nhiều khi Mình không phân biệt được luôn á Nhưng mà riêng ở cái bàn này nó bị rõ ràng nó bị mất nên mình mới thấy được cái đường rạn ở đó các bạn ha và các bạn thấy nha, đây chính là cái cách mà dễ nhất để các bạn xác định một cái ban mà khi mà chúng ta nhận bằng một cái máy mà lần đầu tiên chúng ta chưa làm bao giờ ha rồi thì mình đã xác định được như vậy thì mình sẽ tiến hành mình sẽ chum cạo ra và chum một cái cuộn dây từ cái điểm a qua cái điểm b cho nó gọi là gia cố mạch đó các bạn ha cho nó kết nối lại với nhau là sẽ giải quyết được cái vấn đề thôi các bạn nhìn thấy nó đơn giản như vậy thật ra không có đơn giản đâu ha cái vấn đề mà các bạn chum ở dưới kính hiển vi nó đòi hỏi các bạn phải có một cái thời gian luyện tập cũng khoảng một tuần ha chứ không có đơn giản đâu đó các bạn thấy không các bạn nhìn thấy vậy nhưng mà nó nhỏ lắm cái kính hiển vi này nó chum lên đến 40 lần lần rồi sau khi mà các bạn chum lại như vậy thì cái đường nó ăn các bạn đo tổng trở một lần nữa mà nó ok các bạn mở lên thì cái cảm ứng nó sẽ ok thôi sau khi mà các bạn chum lại như vậy thử hết chức năng ok rồi chúng ta sẽ sử dụng cái thuốc xanh á thì mình còn gọi là cái thuốc sức ghẻ ở trên cái web solution đó, ha để mình sơn nó lên để gia cố tránh cái tình trạng mà nó chạm cái mạch ha thì cái mứng nó bắt đầu nó ăn thôi rồi thì cái trường hợp này chính là cái cách mình nói mình nhắc lại các bạn ha đây là cái cách đơn giản nhất để các bạn xác định một cái ban nhờ vào một cái men mẫu các bạn đo mẫu và các bạn sẽ các bạn sẽ làm được hầu hết tất cả những cái lỗi nào mà nó mà các bạn đo các bạn thấy các bạn đo trên những cái socket cho men mẫu các bạn thấy là các bạn sẽ làm được hết ha còn lại nếu mà chúng ta đo ok chúng ta đo trên men mẫu ok và socket ok thì chúng ta tiếp tục chúng ta tiến đến một cái bước mà đo trên men mẫu ok và men lỗi cũng ok nhưng mà cái máy nó vẫn lỗi đúng không thì chúng ta tiến hành sâu hơn một chút nữa là chúng ta tiến đến chúng ta phân tích sâu hơn vào cái mạch của nó rồi, các bạn tiến hành sâu hơn một cách các bạn sẽ mở thằng giá Tip lên và chúng ta sẽ mở thằng Black Fit lên để chúng ta xem cái sơ đồ mạch. Rồi, thì cũng như là nói ở lúc đầu ha, các bạn đã biết được là cái socket nào là cái socket nó quản lý cái phần cảm ứng rồi đúng không? Đây socket này. Và các bạn sẽ nhấn vào chương 1 2 3 4 5 6 7 ha. Nếu mà ở trường hợp đầu chúng ta phát hiện ra cái chân số 7 là chương bị lỗi đúng không? Thì chúng ta nhấn vào chúng ta thấy ha, nó sẽ có một cái từ tweet tút tút ha tút tiếng anh ra tiếng việt có nghĩa là tút là cảm ứng ha rồi thì chúng ta biết được cái socket này socket z bốn nghìn chúng ta sẽ mở phần mềm Blackfield lên là phần mềm cái con cá đen á để mở cái phần sematic lên là gọi là còn là cái sơ đồ rồi sau khi xem cái clip này các bạn đừng có gọi, đừng có gọi hỏi hỏi mình xin cái phần mềm ha phần mềm này mình phải mua và các bạn cũng phải mua và mình có bán và giá nó của nó là một triệu tư ha chúng ta sẽ search với cái từ khóa là cái socket này là z 4 nghìn Z4200 Đúng chưa Không tìm ra tại vì xích lộn Rồi con bạn thấy không Cái đường Z4200 ha Phóng to nó ra Chúng ta xem đường nào quản lý đường cảm ứng Đầu tiên chúng ta sẽ xem xem Wow Tuốt đây Display tuốt led ha Để coi coi nó Hàng này Hàng Sự đồ này nó có cho chúng ta biết đường nào là đường tuốt hay không nó có ghi đây nè tốt interface nè đúng không những cái đường này có liên quan đến cái đường tốt hết các bạn hai các bạn nhớ cái đường ở đường gì đúng không qua cái con này nữa nè tốt 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 qua wow. quá nhiều là đường tốt luôn rồi thì các bạn sẽ nhớ ha những cái đường nào tên là đường tốt đó chúng ta sẽ đều phải đo và chúng ta phải xem cho cái đâu hết đây 1,5 vol 8 1,8 vol bon tốt một đường ha bên này đây phải không hai đường nè ba đường là bốn đường năm đường sáu đường bảy đường tám đường chín đường mười đường mười một đường mười hai đường cứ tút là xem hết các bạn đo hết mười ba đường 14 đường rồi thì các bạn sau khi các bạn xem á các bạn muốn biết được cái con nào mà quản lý cái tút đúng không con nào quản lý cái tút thì các bạn sẽ nhớ ha ở đây mình sẽ hướng dẫn các bạn cách 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 làm thôi và các bạn sẽ tự làm ha tại vì nếu mà làm hết cái này nó sẽ kéo rất là dài cái thời gian cho cái clip này rồi mình sẽ ví dụ đây là đường 1 8 đầu tiên là cái đường áp cho nó trước đi ha 1 8 nó vô chân 43 rồi mình sẽ mở hàng Z đúp lên phóng to lên nhấn vô chân 43 nó qua FL này nhấn cái tiếp chân ép lò này để xem nó đi đâu wow các bạn thấy chưa nó đi vô cái con y sinh nguồn như vậy là y sinh nguồn rồi sinh nguồn sẽ cấp áp cho cái túi này rồi tiếp tục đường này đi chừng 44 42 40 38 rồi nhưng mà xem tiếp tục 44 đi qua FL này nhấn qua đây cái nữa coi nó đi đâu thu nhỏ lại xíu Wow đi vô con CPU đó không rồi như vậy là CPU điều khiển cái tút này tiếp tục nhấn vô chân này đi qua của nhà FL này nhấn tiếp vô FL cái đi đâu Oh, vẫn là CPU các bạn thấy không tiếp tục chân này nhấn vô chân FL này xem nó đi đâu Wow như vậy là CPU các bạn thấy không rồi các bạn tiếp tục các bạn nhấn hết cho mình ha thì sơ bộ như vậy thì chúng ta sẽ thấy ha, tất cả những cái chân điều khiển tốt nó đều đi qua con IC nguồn và đi qua CPU thì cũng may mắn là nó có đi qua những con dây FL nè nên đôi khi những cái máy mà nó bị lỗi á là thường nó sẽ do những con dây FL nó gây ra bị đứt con dây FL hoặc bị bung con dây FL lên hoặc là những cái tụ trên cái cuộn dây FL bị chạm cái tụ nó bị chạm nè nó chạm xuống máy các bạn thấy không nó nên thay vì cái đường nó đi thẳng qua vậy đúng không thì cái đường nó đi này nó chui xuống máy nó rồi thì các bạn chỉ biết đo nếu mà chạm các bạn chỉ cần remove làm cái là xong thôi thôi thì ở các bạn thấy ở cuối ở gần cuối cái, cái clip thì mình hướng dẫn các bạn cái cách để các bạn xác định cái ban cái hướng để các bạn dò tiếp cái ban đó ha mình chỉ hướng dẫn các bạn cái hướng thôi thì các bạn dựa vào đây để các bạn tiếp tục các bạn làm ở những cái sau này các bạn làm mà các bạn có phát hiện được thêm những cái ban đó các bạn có thể chia sẻ với mình để mình ép lên cái pic ha lên cái hình đó thì tất cả những cái này tất cả những cái cuộn dây này và những cái đường đi này mình đã mình cũng có nét có nót lên mình ghi vào ở trên cái hình ở trên web solution đó nếu mà các bạn có acti cao thì các bạn có thể vào đó xem và và làm ha làm để để lấy được những cái kinh nghiệm đi trước của những người đi trước để tránh các bạn mất cái thời gian thôi còn nếu như các bạn chưa ti thì các bạn có thể xem cái clip này để các bạn làm theo cái hướng mình hướng dẫn các bạn á thì các bạn cũng có thể tìm ra bệnh thôi và rất hy vọng là các bạn sẽ trong quá trình làm việc thực tế các bạn sẽ phát hiện ra được cái ban các bạn sẽ chia sẻ với mình để mình chia sẻ lại trên cái web để cho những người đi xa người ta đã rút ngắn được cái thời gian để tiếp cận với người hơn các bạn ha. Rồi như vậy mình sẽ tạm dừng cái video clip ở đây. Cảm ơn các bạn đã theo dõi cái video này. Chào các bạn, chúc các bạn thành công.